Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục chơi 8 game. Đầu tiên là Blob Run Over Body. Ok, bắt đầu. To thế nhỉ? Quả nó được x10 không các bạn? Vẫn được x10. X5 các bạn này. X5. Mình chơi game khác các bạn ạ. Tiếp theo đó là game Kick the Body. Hôm nay mình sẽ dùng vũ khí gì đây? Đầu tiên mình sẽ cho nó mặc bộ nào khác đã. Ok này đi. Rồi, đẹp trai các bạn. Đầu tiên thì sẽ là các loại động vật đi. Sẽ cho con đây thế nào. Tiếp theo là một chú sư tử đấy, chú sư tử cắn người đây. Mày That's not good. I don't need pruning. Ow, 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 ow. Are you taking it? Let me out of here. Get off me, Freddy. Go back to the base motel. Chết luôn. Chết sau là chạy trốn mất luôn. Tiếp theo sẽ là búa đâu, Misney của Thor. Lấy mình đập nó.
kinh khủng. Nó có cây để cắn nó. Ok, rồi mình cho xin tiếp theo các bạn. Cho nó ăn thế là quá đủ rồi. Tiếp theo là Steak Raider. Theo là game Steak Raider. Này có chọn được đâu, nó cứ báo cái dấu than rồi đấy, bực mình ghê ta. Viên trời ơi, chán quá. Tiếp theo là Traffic Rider. Ok, start. Thank you.
Đồ ngã vỡ lông mũi luôn các bạn ơi. Chơi game khác các bạn. Cái game này chán phèo không à? Shotgun gun. Tiếp tục là game Food Gang. Bắt đầu chơi rồi. Phải bật mạng à?
nhìn luôn các bạn này. Các bạn chơi là game Weapon Cloner. Cái súng này lửa cháy tự chết luôn. Thật là uy lực. Mình tắt wifi á. Oh my gosh, guys. This game is like so fun. It's like so entertaining. I mean, I've been playing this game for like 4. Nói ship hàng hay sao? Em có mua gì không? Không. Em quảng cáo các bạn ơi. Alo ạ? Alo ạ? Em không ạ, anh ơi, mai anh ship cho em rồi không? Hôm nay em không đi làm vậy. Hôm nay anh ship cho em rồi không? Hôm nay em đi không đi làm. Vâng, mai sáng ship cho em nhé. Mai sáng thì anh ship cho em nhá. Vâng vâng. Chết luôn.
cứ bị quảng cáo thế nhờ mà mình có bật mạng đâu nhỉ. Tụi quảng cáo nhiều mình đéo chơi nữa. Mình chơi game cuối cùng các bạn ạ. Going bold. Xếp hàng đúng không? Biết ngay mà. Oh my god. Sa, bắt đầu thứ nhất các bạn này. Video của mình kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like và subscribe. Cảm ơn các bạn rất nhiều.